Xin chào, mình là Song Nở, người Hàn Quốc đến từ kênh Những Chàng Trai Hàn Quốc. Mình là Minh Tuyền, mình đến từ Việt Nam và hiện tại mình là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Xin chào các bạn, mình là Akari, mình đến từ Nhật Bản và hiện tại là một cái kênh YouTube gọi là Akari Room. Akari Room. Yeah. Xin chào các bạn, mình tên là Nam, mình đến từ Nigeria, châu Phi, nhưng mà hôm nay mình giống như là người Việt Nam rồi. Mình đến từ Afrovia TV. Ok, các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ phát âm những thứ vọng. Ok. Đúng rồi. Ok, thì chúng mình sẽ bắt đầu từ Vietnam. 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 Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Đúng rồi. Phát âm rất chuẩn. Phát âm rất chuẩn. Chuẩn. Tiếng Nhật. Và tiếng Nhật là Vietnam. 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 Ok. Bằng tiếng Anh mình gọi là Việt Nam. Việt Nam. Dễ lắm. Dễ mà. Ilbon. Tiếng Việt là Nhật Bản. Nhật Bản. Ilbon. Ilbon. Đúng rồi rồi. Bắt âm liêr. Bắt âm liêr. Ở Hàn Quốc là kakó. Và Nihon. 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 Ni hao. Ni hao. Ni hao. Bằng tiếng Anh mình gọi là Japan. Japan. Yeah. Chúng mình biết rồi. Ok. Và Africa. 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 Dễ thương quá. Africa. Africa. Tiếng Việt là Châu Phi. Đúng rồi. Châu Phi. Châu Phi. Tiếng Nhật. Tiếng Nhật là Africa. 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 Bọn chết từ bọn này. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Còn tiếng Nhật là Kangkuk. Korea. Korea. Phải là Hàn Quốc đây hả? Là Korea. 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 Brazil. 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 Tiếng Việt là Brazil. Brazil. Zin. Zil. Zin. Zin. Đúng rồi. Zin là quán áo xanh. Bạn tiếng Việt cũng. Em là Brazil. Zin. Brazil. Zin. Brazil rồi. Brazil. Brazil. Tiếng Nhật. Tiếng Nhật là Brazil. 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 Tiếng Nhật là Vietnam. Brazil. Brazil. Phải không hiểu. Vietnam. Thật sự cảm thấy dễ thương lắm. Brazil. Nam. Trung Quốc. Trung Quốc. Sao giống tiếng Việt vậy ta? Tiếng Việt là Trung Quốc. Đúng rồi. À em nhớ. Rất nhầm nhầm. Trung Quốc. Trung Quốc. Ồ, rất hình cân nhắm hả? Còn tiếng Nhật là Trung Quốc. Phải có cái của China. 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 Tiếng Nhật rất là khác nhau. Khác nhau. Thường đang lúc này là giống nhau. Gần giống. Chỗ A. À, đúng rồi. Chỗ A. Ok. Cái này là Turkey. Sao? What? Là gì? Là gì nhưng mà Turkey. Như là Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ.
nghe giống như tiếng Nhật. Tiếng Nhật là Todoku. À, cái gì? Todoku. 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 À, Todoku. Todoku. Nghe giống như là Todoku. Đi uống cà phê. Todoku. Đi uống cà phê. Tiếng Anh là Turkey. Bây giờ là món là đồ ăn. Đói quá. Cái này cho sức khỏe tốt. Salad. Tiếng Hàn. Tiếng Nhật là Salad. Ờ, tiếng Việt là salad. À, giống nhau. À, giống nhau nhưng có dấu sắc. Salad. Ồ. Cái này là rất ngọt. Chocolate. Đúng rồi. Cà ri. Tiếng Việt là cà ri. Đúng rồi. Và bên Nhật là cà rê. Hàn Quốc giống nhau. Cà rê. Bingo giống như là bingo. Hoặc là apple. Cái này đúng rồi. Cái này không phải là quảng cáo. Quảng cáo. Và apple. Cái này là soggy steak. Tiếng Việt là bò bít tết. Bít tết. Chắc là chính xác là tiếng Anh bò bít. Đúng rồi, bò bít tết là beef steak. So tiếng Anh là beef steak. Beef steak. Còn tiếng Nhật là beef steak. Sandwich. Còn tiếng Nhật là sandwich. Giống nhau mà. Và cái này là rất nhiều em trẻ thích cái này. Em yogurt. Tiếng Việt là da uống.
Yaku. 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 Cái này là Yaku. Yaku. Tiếng Anh gọi là sao? Yakult. Yakult. Đúng rồi. Tiếng Nhật là yogurt. À, yogurt. Ok. Yogurt. Yakult. Và tiếng Anh là yogurt. Đó, yogurt. Ok các bạn ơi, hôm nay chúng mình bắt ấm về một số quốc gia và một tuần. Nếu các bạn có những từ nào hay thì các bạn hãy gợi ý cho mình nhé. Wow, chuẩn xác mà. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Tạm biệt. Anh ơi. Bye bye. Hẹn gặp lại.